Thì phần canh á, phần canh của chúng ta sẽ là canh nấm thịt bò. Thì để làm được cái món canh nấm thịt bò này, đơn giản là mình ăn theo kiểu thanh đạm, sẽ không xào thịt bò với tỏi hoặc là dầu, mà mình ăn bình thường nhất là chúng ta sẽ nấu nước nóng lên. Chúng ta sẽ nấu ở đây một gia đình á thì ăn một tô canh khoảng là 6 lạng, có nghĩa là 600 gram nước là vừa. Và tại vì mỗi người chỉ sử dụng có một chén canh thôi, mấy bạn đừng có nấu nhiều quá. Đây của mình làm 6 lạng nước thì khoảng là một cái tô đó, mấy bạn nên đông vào một cái tô. Vì nấm thì của chúng ta sẽ có là khoảng 200 tới 300 gram nấm. Và còn thịt bò chúng ta có khoảng 100 gram. Thì bây giờ chúng ta sẽ bật nước cho nước sôi. Rồi nước sôi lên. Sau khi nước sôi thì bắt đầu mấy bạn sẽ cho vào đây là thịt bò. Thịt bò mấy bạn nhớ là mình không dùng tới cái dạng mà ăn dầu mỡ nhiều quá. Mình chỉ cần để cho nó nóng và cho thịt bò với ra nóng vô. Thì ở đây của mình là 600 gram nước là khoảng hơn nửa lít á. Thì cô sẽ cho vô đây là một muỗng cà phê bột nêm. Rồi muối như đây là 5 gram đó mấy bạn. Thì cứ 1 lít nước là 10 gram muối, cái này nửa lít á. Thì chúng ta cho một muỗng cà phê. Với chúng ta nhả vô đây một tí xíu đường thôi, một tí xíu đường để cho nó dịu vị. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ cho nấm vô. Nấm chúng ta đã rửa sạch ha, chúng ta sẽ cho vô. Rồi nấm này hơi dài thì chúng ta cắt ngắn ra. Rồi xong, bây giờ tới cái phần nấm đùi gà thì chúng ta hơi dài, chúng ta cắt xéo ra cho miếng vừa ăn ha mấy bạn. Rồi bây giờ chúng ta chờ nấm sôi. Thì thí dụ như tới khúc này là mấy bạn có thể nếm được để xem cái vị này đã vừa ăn với gia đình mình chưa. Nhưng mà cái canh này thì cô nấu theo dạng là vị ngọt hanh từ nấm, thành ra cái canh nó sẽ không được đậm đà. Còn bạn nào thích ăn đậm đà có thể tăng thêm một chút xíu muối hoặc một chút xíu bột nêm do mỗi khẩu vị mỗi gia đình. Rồi khi canh của chúng ta đã sôi, nấm đã sôi thì bắt đầu chúng ta cho tiếp tới đó là thịt bò. Thì để cho thịt bò vô thì mấy bạn sẽ vừa cho vừa đánh thịt bò ra. Mấy bạn ngoái cho thịt bò bung nhẹ ra trong nước. Rồi để cho canh sôi lại một lần nữa thì chúng ta sẽ cho vô đây một ít hành lá cắt khúc nha mấy bạn. Chúng ta đập cho cái củ nó thơm lên. Rồi chúng ta cho vô đây một ít. Rồi và bắt đầu giờ là nồi canh của chúng ta đã xong rồi nè mấy bạn. Cái món canh này là chúng ta ăn rất là thanh đạm và rất là mát. Thì chúng ta dùng cho các buổi mà mấy chị mà công việc nội trợ bận rộn thì khi đi làm về chúng ta nấu, cái thời gian của chúng ta không nhiều, không mất thời gian nhiều ha mấy bạn. Rồi bây giờ chúng ta múc canh ra. Rồi chúng ta nêm vô đây một ít hành lá. Rồi chúng ta cho vào đây một ít tiêu. Rồi còn một miếng nấm cuối cùng chúng ta gác lên đây. Rồi tô canh của chúng ta đã xong ha mấy bạn.